Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đó có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông lăng toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mỗi lần chúng ta đứng trước hang đá và chiêm ngưỡng, có lẽ đối với chúng ta thì có khi nó chỉ là một cái hình ảnh đẹp mà vì các sứ trang trí hang đá thế nào. Nhưng cũng có người đứng lặng hơn để cầu nguyện. Và đối với người trẻ thì có khi chúng ta cũng đặt một câu hỏi: vậy cái hài nhi Giêsu này liên hệ đến cuộc đời của tôi như thế nào? Hay nói theo một cái tiêu đề của một nhà thần học đặt ra là: Ngài đến đây làm gì? Thiên Chúa đã đến đây để làm gì? Câu trả lời có lẽ chúng ta thường đọc khi mỗi lần chúng ta đọc Kinh Tin Kính là: vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, đến đây thì chúng ta phải cúi đầu người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Tức là cái mầu nhiệm nhập thể được đến trần gian này là vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Thế thì loài người chúng ta đã làm gì nên tội mà Thiên Chúa phải xuống thế làm người? Thì xin cùng với ông bà anh chị em chúng ta trở về mấy trang đầu của sách Kinh Thánh. Thiên Chúa sáng tạo lên con người, nó là một cái thế giới đẹp, mọi cái đều tốt đẹp. Người ta diễn tả cái cảnh mà Thiên Chúa tạo dựng lên con người là chiều chiều Thiên Chúa đi bộ với con người để nói chuyện với nhau, một cái hình ảnh để diễn tả sự thân mật giữa con người và Thiên Chúa trước khi phạm tội. Và cũng trước khi phạm tội ấy, ông Adam và ông ấy nhìn bà Eva và ông nói: đây là xương của tôi và thịt của tôi, chúng ta là một, từ xương thịt của nhau. Người Việt mình cũng có một cái từ để diễn tả cái tình thân mật ấy là mình ơi. Rồi thiên nhiên ấy, nó cũng theo con người đặt tên cho thiên nhiên, cái này là cái gì, cái này là cái khác, con người làm chủ thiên nhiên. Đấy là trước khi phạm tội, mọi cái nó đều hài hòa và đi với nhau. Nhưng khi con người quyết định giơ tay hái trái cấm, tức là chống lại lệnh của Thiên Chúa, thì chúng ta thấy tai họa xảy ra. Xảy ra là bây giờ con người sợ Thiên Chúa, không phải chỉ cảm thấy mình trần truồng trước đây, nhưng sợ Thiên Chúa và phải chạy trốn. Thiên Chúa phải đi tìm và hỏi: ngươi đang ở đâu? Và con người bắt đầu tố cáo nhau, gia đình bắt đầu có chuyện. Ông Adam nói với Thiên Chúa rằng: người đàn bà Chúa đặt bên cạnh tôi đã quyến rũ tôi phạm tội. Bên cạnh tôi chứ không phải xương tôi và thịt tôi, bên cạnh tôi thì cũng giống như cái micro này ở bên cạnh tôi, nó là một cái đồ vật. Tội lỗi đã làm cho người ta nhìn nhau thành một đồ vật, cho nên nó không còn cái tương quan là xương của tôi và thịt tôi. Rồi Kinh Thánh diễn tả là thiên nhiên nó trỗi dậy, nó phát sinh gai góc,
và con người phải đổ mồ hôi để làm ăn. Dĩ nhiên trước kia thì con người cũng đổ mồ hôi cũng làm ăn, nhưng sau khi phạm tội thì cái ý nghĩa của lao động nó trở thành khổ sai. Nó làm cho người ta cảm thấy cuộc sống bây giờ nó trở nên tăng tốc mà. Cho nên tội nguyên tổ chúng ta có thể nói được là mình đã đánh mất ý nghĩa của sự tương quan với Thiên Chúa. Thế thì bây giờ Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giê-xu, nhưng mà ngay từ khi con người phạm tội ấy thì Thiên Chúa đã có một cái phương án khác, đặt cái lời hứa ấy: ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Mà hôm nay trong bài tin mừng chúng ta nói thấy cái lời xin vâng của Đức Mẹ cũng như Thánh Giuse tham gia vào cái sứ vụ và xin cho Thánh Ý Chúa được thực hiện này. Sự xin vâng của Đức Mẹ cũng là để phản lại cái lời bất tuân của bà Eva lúc ban đầu. Là chúng ta thấy cả một cái lịch sử của nhân loại ấy nó tự chung vào trong cung lòng của Đức Mẹ để con Thiên Chúa làm người, để giao hòa với chúng ta lại những chiều kích mà chúng ta đã đánh mất. Cho nên tôi muốn dừng sâu hơn một chút là bởi vì chúng ta nhìn lại trong bối cảnh gia đình của chúng ta, những cái đổ vỡ hôm nay và những cái khó khăn của cuộc sống chúng ta hôm nay, nó xuất phát từ tội đã làm phân hủy và làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa, lẫn nhau. Đức cha Louis, Đức cha phụ tá của giáo phận chúng ta, Ngài đi thêm sức ở đâu thì Ngài cũng hay giảng, và có lẽ Ngài cũng đã giảng ở đây về có mấy cái bàn thờ và bàn ăn. Ngày nay người ta không ăn với nhau nữa. Có khi đi về người ta có khi ngồi cùng ăn, nhưng mà cái tivi nói cho người ta không nói, hoặc là điện thoại nói với nhau chứ không còn tương giao được với nhau. Mà bàn thờ thì càng lúc càng xa, không mấy khi gia đình có dịp để đọc kinh chung với nhau. Ăn còn không ăn với nhau chứ huống chi là không. Cho nên Ngài hay bảo rằng là xin làm ơn các gia đình nên có một bữa ăn tối để ngồi chung với nhau, không tivi, không điện thoại, để chúng ta nghe nhau. Bởi vì có những đứa con cần được chia sẻ, có những câu chuyện gia đình cần được lắng nghe. Và ở đó Ngài còn nói thêm là cũng không nên mua thức ăn sẵn ở ngoài chợ, mua mỗi người một địch rồi mỗi người về một góc mà ăn. Xin cùng nấu ăn với nhau để chúng ta chia sẻ với nhau ăn, cái tình thân trong vấn đề mình phục vụ nhau. Và rất quý hơn nữa là chúng ta có một cái đờ cầu nguyện với nhau. Để làm gì thưa? Là để Thiên Chúa hiện diện ở trong gia đình của chúng ta. Và bao lâu Thiên Chúa hiện diện thì khả năng nối kết cái xương tôi và thịt tôi nó còn gắn kết với nhau, để chúng ta có khả năng tha thứ và yêu thương nhau. Bây giờ chúng ta thấy trẻ em nhiều khi trong gia đình bận rộn, có nhiều người khi con sanh ra nó phải gửi nhà trẻ rồi. Đứa trẻ nó lớn lên ở nhà trẻ, nó quen mặt bảo mẫu hơn là cha mẹ. Bởi vì bố mẹ đi làm tối về thì bế nó về nhà nó đã ngủ rồi. Sáng nó thức dậy là thoát thức dậy ở nhà trẻ. Cho nên đứa bé nó lớn lên, nó quen với không khí nhà trẻ mà nó xa lạ với chính cha mẹ mình. Mà rồi nhiều khi cha mẹ đi làm bận bịu quá cũng cảm thấy áy náy vì mình đã không chăm sóc được con. Đền bù bằng cách gì? Thưa, đền bù bằng cách cho con thật nhiều tiền, như là để chứng tỏ rằng mình vẫn còn thương nó. Và chúng ta đâu có biết rằng mình đang đi từ sai lầm này sang sai lầm khác. Đứa bé nó cầm tiền, nó chưa biết làm gì, nó tiêu đủ thứ, và đôi khi nó đi vào những chỗ tệ hại. Như thế là để chúng ta thấy mình có một cái trách nhiệm. Thực sự sự khó khăn, có những khó khăn về vật chất của công ăn việc làm, những cái khó khăn chúng ta phải cùng nhau. Đời sống tinh thần hôm nay ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề chúng ta trong cái tương quan gia đình. Đứa bé nó lớn lên với vật chất, và dần dần người ta cứ khẳng định cái thương hiệu bằng cái vật chất người ta xài. Tôi đi một cái xe tốt hơn, tôi xài một loại điện thoại tốt hơn, tôi khẳng định tôi có giá trị hơn những người khác. Người ta khoác trên mình quần áo hiệu như thế là để ta khẳng định tôi là thuộc cái giai cấp khác. Và người ta cứ tranh nhau kiếm tiền để đà bùi đắp vào những cái khẳng định này. Mà đang khi đó thì thực sự đời sống tinh thần đang bắt đầu đi xuống rất nhiều. Như thế thì chúng ta đặt Chúa trở lại trong cái tương quan gia đình, để chúng ta tìm lại cái môi trường gia đình mà mang cho gia đình chúng ta cái hình ảnh mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Bởi vì đôi khi ở đây tôi xin dừng một chút ở cái khóc cạnh này, là đôi khi cha mẹ chúng ta có những người con chúng ta không muốn chúng ra đời. Dĩ nhiên phá thai thì nó là một cái tội ác thì chúng ta đã biết rồi,
Nhưng có những đứa con ngoài ý muốn, khi chúng ta sinh ra trong lòng chúng ta không muốn có đứa trẻ ấy, thì ngay trong bào thai ở trong lòng mẹ, cái sự chúng ta không muốn có nó thì nó đã trở thành một điều phản kháng rồi. Nó đã trở thành một đứa trẻ sau này thật khó, bởi vì nó không được đón nhận bởi gia đình. Mà hơn nữa, chúng ta thấy luật của Hội Thánh cho đến hôm nay, việc ngừa thai vẫn là một việc Hội Thánh muốn chúng ta không tham gia bất kỳ một phương pháp ngừa thai nào. Tôi biết đây là một gánh nặng. Nhiều khi một linh mục nói câu này thì những người có gia đình nói: ông là người độc thân, ông có sống bên cạnh vợ chồng không? Ông biết những cái đòi hỏi của vợ chồng. Mà nếu vợ chồng chúng tôi không gần nhau thì các khả năng tan vỡ nó có thể xảy ra. Chúng tôi không muốn có thêm con, chúng tôi muốn gần nhau để duy trì hạnh phúc gia đình. Lý do nào không cho chúng tôi ngừa thai? Nhưng chúng ta nghĩ xem, đời nào nó cũng có thập giá của nó. Khi chúng ta quyết định có với nhau một đứa con ấy được sinh ra bởi tình yêu trong tương quan với nhau. Còn nếu bây giờ chúng ta không muốn có con mà chúng ta chỉ muốn tương quan với nhau cho vấn đề thân xác mà thôi, thì thực sự thì chúng ta có nghĩ đến đôi khi đời sống gia đình chúng ta cũng phải có hy sinh, có từ bỏ. Ở đấy nó là thập giá. Đời sống gia đình nó có thập giá ở chỗ này. Đôi khi vợ chồng không thể gần nhau được vì chúng ta một mặt tài chính không thể có con được, để chúng ta phải đợi đến một lúc nào chúng ta có thể có khả năng nuôi con. Bởi vì cuộc sống kinh tế ngày nay thì ai cũng hiểu, không thể sinh rất nhiều như trước đây. Hoàn cảnh đó thì mọi người đều biết. Nhưng liệu chúng ta có dám đặt thập giá của Chúa vào trong đời mình không? Hay chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình cứ sống theo ý mình muốn? Và chúng ta lên án Hội Thánh quá khắt khe về những vấn đề này. Thực sự thì giáo hội hết sức để cảm thông với chúng ta về đời sống gia đình với những cái tương quan. Nhưng mỗi người chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta hiểu đời sống thập giá nghĩa là gì khi chúng ta tham dự vào trong cái đời sống gia đình của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta sống trong một đời sống gia đình thì cái tác động nó liên tưởng đến nhau, tác động người này nó tác động trên những người khác. Không có một thành viên nào mà ở trong gia đình nó không bị một cái ảnh hưởng lớn lên của đời sống tương quan. Cho nên ảnh hưởng của gương sáng cha mẹ rất là nhiều. Một lần tôi đi thăm một gia đình, tôi thấy có một em gái, nó ngồi nó giống như một người bị trầm cảm. Khi tôi nói chuyện thì bố mẹ bảo cho cha đừng nói chuyện với con điên hay làm gì. Thì em bé nó không muốn nói chuyện, nhưng họ bảo cứ khi đưa vào trong cái trại tâm thần thuốc chữa bệnh thì em nó lại bình phục nhanh, mà khi trở về gia đình thì nó lại rút lui vào cái thế giới của mình. Thế bác sĩ họ bảo bây giờ muốn chữa đấy, phải chữa tất cả những người trong gia đình. Nó gọi là gia đình trị liệu. Bởi vì gia đình nó đối xử với cái em này thế nào mà bây giờ cứ về đến gia đình nó lại rút lui vào bóng tối. Không ai nghe nó, không ai tin nó. Tự mỗi người đóng đứa trẻ đấy vào trong một cái khung, mà có khi ở một cái môi trường khác nó phát triển được, nó nói được. Cho nên đôi khi mỗi người, một thành viên trong gia đình, chúng ta phải xét lại cái tương quan của chúng ta với một người nào đấy, để xem mình đã ứng xử thế nào. Thành viên nào đã bị chúng ta nhìn và loại bỏ khỏi trong cái cộng đồng gia đình của mình, để khiến cho cái người đấy họ không thể phát triển trên cái khả năng của họ được. Thì đấy là những cái tương quan. Không ai rửa tay, mà tôi không biết cái chuyện đấy mà vô tội. Tất cả lời nói, hành vi của chúng ta đều có thể gieo vào những người nghe, lời tích cực hay là tiêu cực. Mà chúng ta thấy rằng nếu một cái cộng đồng lành mạnh, một gia đình lành mạnh, là một gia đình ở đó trong tất cả các truyền thông và tương tác với nhau nó lành mạnh. Còn nếu không, chúng ta cứ bóng gió, chúng ta cứ toàn ứng xử theo cái cách suy đoán của chính mình, rồi cứ thế chúng ta đẩy xa và chúng ta xét đoán nhau, rồi chúng ta làm cho gia đình chúng ta nó trở thành nhẹ thì là không khí chiến tranh lành, mà nặng thì tan vỡ. Mà tan vỡ thì chúng ta thấy đấy, mỗi người cũng chỉ sống cho chính mình, con cái đi đâu? Thì đấy là cái mỗi người chúng ta thấy được mình phải gieo cái gì vào trong đời sống gia đình. Có hai cái cuốn sách mà có một nhà văn viết rất là hay. Cuốn thứ nhất là viết là Điệu Nhảy Của Cơn Giận. Tức là một người chồng đi làm về, mà tự nhiên bà người vợ có thể nói một cái câu nói nào đó làm cho anh ta bực mình, hoặc anh ta phản ứng lại lớn tiếng, rồi anh ta đã đánh đứa con nó quay lại, nó đá con chó lại quay lại cắn anh ấy, nó đấm cái cuộc cái
Rồi vợ chồng tự nhiên cái không khí nó trở nên một cái điệu nhảy mà chúng ta gọi là nó làm cho gia đình chúng ta không có cái không khí của tình yêu. Nhưng nếu một người biết gieo tình yêu vào đó thì cái điệu nhảy nó gọi là cái vũ khúc của yêu thương. Có một người đi làm về, trước khi đi làm về anh ta hay đứng ở một cái gốc cây một lúc. Hỏi xong vào nhà anh bảo tôi muốn đứng ở đây một lúc để tất cả cái mệt nhọc, tất cả cái sự bực bội ở chỗ làm nó được thả vào đây. Rồi sau đó tôi bước vào nhà với một niềm vui với vợ con trong nhà. Điệu nhảy ấy nó bắt đầu, nó bắt đầu gieo. Và một người nhận được cái nụ cười và niềm vui ấy, nó đáp trả bằng nụ cười và một niềm vui. Chúng ta thấy tức khắc một người gieo một cử chỉ yêu thương thì chúng ta rất dễ nhận được một cái đáp trả yêu thương. Mà tình yêu thì nó cũng như tội, nó có khả năng lây lan cho những người khác. Chúng ta cứ thử làm một điều đó, đi lễ hôm nay trở về nhà, chúng ta cố gắng phục vụ một điều gì đó trong gia đình, người ta sẽ có thể ngạc nhiên đấy, tại sao hôm trước không thấy, hôm nay lại thấy. Nhưng sau đó chúng ta thấy tất cả những việc làm của chúng ta nó bắt đầu có tác động trên những người lãnh nhận, và điều ấy nó sẽ xảy đến cho những người xung quanh chúng ta. Cho nên một cái khúc mắc của một đời sống gia đình, một cái dòng chảy nó không tuôn trôi, thì chúng ta tự lại nhìn vào chính bản thân mình để mình khởi động lại. Cái sự khởi động ấy phải từ chính mình, nhưng bắt đầu từ ai? Mình không thể nói rằng là ông ấy cứ như thế, ông cứ đi nhậu, nhiều khi mình cứ nói ấy, chồng cứ đi nhậu suốt, không có thể về. Chồng thì bảo là cứ về nhà là vợ lại nói là phải đi. Và cứ thế, không biết ai, không biết cái móc nào nói nhiều để đi nhậu hay đi nhậu về nói nhiều. Thì chúng ta cứ thấy khởi động từ ai để chúng ta bắt đầu một cái nhịp sống ở đó cho nó có một cái tương quan và yêu thương. Mà muốn làm điều này chúng ta đều thấy, chúng ta hay nói sức người không làm được. Chúng ta cũng thấy, mình cũng học đắc nhân tâm, cũng đọc nhiều thứ sách vở để tâm lý, nhưng mà chúng ta vẫn thấy con người vẫn không vượt qua được chính mình. Chúng ta cần một cái sức mạnh là Thiên Chúa. Hãy chạy đến với Thiên Chúa mỗi khi chúng ta cảm thấy mình khó vượt qua một điều mà mình nghĩ là không thể. Bởi vì có thể chúng ta sống với nhau lâu, nó lưu cữu cả một cái thành kiến quá lâu rồi. Bây giờ mình muốn xóa bỏ cái này để mình khởi động một cái tình yêu thương, mà đôi khi mình bị đối xử, ngay cả khi hành vi chúng ta yêu thương chúng ta gieo xuống, có khi mình cũng không nhận được đối với những người khác. Chạy đến với Thiên Chúa để chúng ta tìm thấy được sức mạnh của mình, để mình có thể gieo vái tình yêu ấy cho anh chị em chúng ta. Cho nên mỗi ngày là một niềm vui, bởi vì chúng ta có Chúa ở cùng. Thực sự với người Kitô hữu chúng ta thật là hạnh phúc khi chúng ta đến với thánh lễ mỗi ngày để chúng ta nhận được cái sức mạnh yêu thương từ Chúa. Bởi vì khi chúng ta đón nhận Chúa, mình thánh Chúa Kitô, mình thưa Amen vào lòng của Chúa vào đây, Chúa trong lòng của chúng ta, Chúa đang thay đổi những cái cảm xúc ghen ghét, ghen tương, hận thù các thứ ở trong này. Ngài đang chuyển hóa nó. Chỉ có điều chúng ta đón nhận nó và chúng ta tập để cho cái sự chuyển hóa nó thành sang những người khác, thì chúng ta khám phá ra cuộc đời mình đang bắt đầu bước sống và thực sự cảm nhận thế nào là niềm vui của người Kitô hữu được mời gọi chúng ta. Có một ông bà kỷ 50 năm thành hôn, người ta chúc mừng, đa số thì cũng chúc mừng là chúc mừng ông bà sẽ luôn mãi mãi yêu nhau như ngày chúng ta mới cưới nhau, phải yêu nhau. Thế khi ông lên phát biểu, ông bảo thế này: tôi cũng vui khi mọi người chúc tôi là mãi mãi yêu nhau như thuở ban đầu. Nhưng với chúng tôi sau 50 năm thì tình yêu nó phải hơn thuở ban đầu. Lý do là bởi vì sau 50 năm chúng tôi sống với nhau, bao thăng trầm, bao đối phó, bao nhiêu cuộc sống, chúng tôi nắm tay nhau để vượt qua tất cả những cái điều này. Thì sau cái 50 năm này thì tất cả cái cảm nghiệm ấy nó trở thành hạnh phúc của cuộc đời. Không phải chỉ là như thuở ban đầu, còn những cái mộng tưởng mà bây giờ mình đã kinh qua cả một cái thực tế dài và đối phó, mình vẫn nắm tay nhau để mà sống. Đó chính là cái tình yêu thực của một đời sống gia đình. Mà như thế thì mình gặp nghịch cảnh, gặp những khó khăn của cuộc đời, thì hơn bao giờ hết chúng ta nắm tay nhau để chúng ta sống cái tinh thần mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Mà vì thế thì gia đình luôn là cái điểm để chúng ta khởi đầu cái đời sống của mình. Đức Giáo Hoàng John 23 khi Ngài làm Giáo Hoàng, Ngài vẫn nói: tôi không bao giờ quên được những bài giáo lý đầu tiên trên đầu gối của mẹ tôi. Những đứa con 2-3 tuổi ngồi trên đầu gối của mẹ, đôi khi nó không hiểu,
Nhưng nó thấy mẹ cầu nguyện mà ngước mắt lên bàn thờ cầu nguyện với một cái thái độ khác, nó bắt đầu kinh ngạc. Thế này là cái gì? Tại sao lại phải có một cái thái độ đối với Thiên Chúa như thế? Thực sự những đứa trẻ nó đi vào trong tâm thức của nó, những cái cử chỉ của người mẹ khi đọc kinh, khi cầu nguyện, khi nói chuyện, và nó lớn lên, nó được phát triển bởi một cái tình yêu như thế. Chúng ta gieo tình yêu như thế thì chúng ta có hy vọng gặt hái những gì Thiên Chúa mời gọi và trao cho chúng ta mỗi ngày. Mẹ Thánh Đô Mất Cô nói với con thế này: mẹ thà thấy con chết còn hơn thấy con phạm tội. Nhắc nhở khi Thánh Đô Mất Cô đã là linh mục rồi, người mẹ ấy chỉ muốn con mình có một điều quan trọng: đừng phạm tội. Đức Hồng Y Thuận, chúng ta đang tiến trong tiến trình để phong chân phước, Ngài cũng hay thường chia sẻ rằng: mẹ tôi ngay từ nhỏ cũng luôn đọc cho tôi nghe về các thánh từ đạo Việt Nam, đọc cho tôi nghe về hạnh các thánh, thực sự biết bao nhiêu chuyện trong đời sống gia đình, và đôi khi bộn bề công việc chúng ta không nhớ đến. Nhiều khi con nó quấy rầy mình cứ đưa cho nó cái iPhone, iPad, mà đi chỗ khác để chơi, để mình lại rảnh rỗi với thế giới của riêng mình. Và cứ như thế chúng ta thấy cứ càng lúc mình xa dần. Và chúng ta không lạ gì khi những đứa trẻ ấy nó lớn lên, nó cứ thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Và đến lúc nào đó chúng ta bất lực với từng giáo dục này, thì xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được những vấn đề của gia đình mình trong cuộc sống hôm nay, đưa Chúa trở vào. Hãy nói theo cái tinh thần của bài chia sẻ mà chúng ta muốn là đưa mầu nhiệm nhập thể trở vào đời sống gia đình chúng ta, để Chúa Giêsu thực sự sinh lại trong đời sống của gia đình mình, để mọi người nhìn vào đó và mỗi một người hướng đến những gì mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Cho nên Thiên Chúa đưa cái tinh thần yêu thương ấy vào trong gia đình, và mình mỗi lần cảm thấy khó vượt qua cái tôi của mình để bắt đầu yêu thương người khác, khó vượt qua những cảm xúc tức giận bực mình về một câu nói nào khác, đến với Chúa Giêsu để Ngài chuyển hóa tâm tư của chúng ta, và Ngài mời gọi chúng ta. Bởi vì chính mầu nhiệm nhập thể là tái lại cái trật tự thuở ban đầu. Ở đó chiều chiều Thiên Chúa đi dạo với con người, ở đó chúng ta có cái tương quan với Ngài, ở đó là xương của tôi và thịt của tôi, ở đó tất cả những công việc là chúng ta làm chủ vật chất chứ không để vật chất làm chủ mình. Đó là điều mà trong cái tâm tình của những ngày Giáng sinh này, chúng ta cầu nguyện cho chúng ta tìm lại thực sự niềm tin của mình, để chúng ta mỗi người tập gieo hạnh phúc cho nhau.